Giờ này vẫn còn nông châu nhà, vẫn cứ lên lùa gà, cũng đi đòi làm thầy, không đảm được đâu. Và bản chất con người thì nó khác hoàn toàn con vật. Vậy thì bạn muốn thành công, bạn phải làm hai việc. Thế thì mở bài của chúng ta hôm nay, nếu xét về quy luật, nhưng không phải quy luật bản chất con người, quy luật cuộc đời cơ. Các bạn ạ, tức là chúng ta xét đến động từ của nó, tức là vận động của nó. Thế. Chứ không phải chúng ta xét đến trạng tĩnh. Tĩnh là quy luật con người nó khác con vật chỗ nào. Còn đây bắt đầu mình vận động. Thì khi vận động thì nó là quy luật cuộc đời. Được chưa? Đấy. Mà cuộc đời các bạn có tồn tại một mình đâu. Thứ hai, các bạn quy luật cuộc đời các bạn có đứng im đâu. Nhưng mà cứ động chân động tay thì bắt đầu hỏng việc. Thế thì túm lại quy luật các bạn sẽ thành công khi nào? Thì mở bài á, nó có ba cái vòng tròn sau đây. Đầu tiên, mình phải biết mình là ai. Mình biết mình là ai thì nó nằm ở 18 quy luật bản chất con người. Và như vậy chúng ta học rồi, mình là thằng nào. 100% các bạn rơi vào trạng thái ái kỷ. Các bạn đang nghĩ về mình, các bạn nghĩ có vẻ đàng hoàng lắm. Cái chết đầu tiên là bạn không hiểu bạn. Nếu các bạn gạt đi thì nhân tố đầu tiên của thành công xuất hiện. Như vậy đấy là mình nhé. Nhưng mà cái thằng mình phải hiểu. Nhưng bắt đầu chiến đấu với đời này thì bạn phải xòe mình ra. Xòe mình ra thì đầu tiên mình đụng đến người đối diện. Biết mình này, bây giờ đến ta, tức là người khác, các bạn ạ. Thì các bạn không hiểu một tí nào yếu tố người khác cả. Tôi nói xong, ngay sau giờ này về ăn cơm, buổi trưa, các bạn lại bắt đầu phạm luật. Cái quy luật đời đó mà bạn phạm thì đời bạn mạt kiếp. Các bạn ạ. Và điều số 3, cái tệ hại nhất của các bạn nằm ở cái số 3 này, đó là bối cảnh. Giờ này vẫn còn nông châu nhà, vẫn cứ lên lùa gà, cũng đi đòi làm thầy, không đảm được đâu. Bối cảnh nó thay đổi rồi. Nhưng tí nữa, cái này, học rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta học hai cái này. Khi bắt đầu bạn hành động, hành động phải phù hợp với người khác, hành động phải phù hợp với bối cảnh. Thì khi mà chúng ta giết được hai cái biến này, giết được hai cái biến này, thì người ta gọi là quy luật cuộc đời. Bạn giết được cái biến mình là thằng nào, rèn luyện theo hướng nào, thì đây là quy luật bản chất con người. Và bản chất con người thì nó khác hoàn toàn con vật. Vậy thì bạn muốn thành công, bạn phải làm hai việc. Việc số 1, làm người đi đã. Việc số 2 bạn phải làm. Thì đây là bắt đầu hiểu mình rồi. Thì khi bắt đầu xòe mình ra thì bạn phải đối chọi với hai mảng. Thế thì bạn phải làm việc số 2, đó là tuân thủ quy luật vận hành của chính bạn. Thì hôm nay là bài số 2, quy luật cuộc đời, quy luật vận động. Còn bài trước là chính mình là ai, xong. Không có cửa thua được. Và khi đó bạn chính là cái giao thoa của ba cái vòng tròn này với hai động tác. Đúng bản chất người. Thứ nhì, đã là người nhưng phải vận động với người khác như thế nào? Vận động theo 12 quy luật sau đây. Muốn làm người, mới làm 18 động tác. Muốn vận động đúng, 12 động tác. Bạn chưa làm được, bạn đối chiếu 12 điều chuẩn bị học so với chính bạn, bạn làm được mấy cái? Và chúng tôi dạy các anh chị 4-5 năm, nếu xét một lứa nhá, thì tôi mới dám dạy bài này. Đó là quy luật cuộc đời mình cơ, chứ không phải bản chất con người. Các anh chị ạ, mà cuộc đời mình thì nó cũng là cái động thái vận động của mình, động từ. Cuộc đời mình nó liên quan tới vợ mình, con mình. Cuộc đời mình nó liên quan tới ra bên ngoài, chứ nó không bó gọn bản chất con người. Cho nên chúng ta có hai dạng quy luật. Con người nó khác con vật cái gì? Nó khác 18 cái.
Và hôm trước chúng ta học mới 9 cái. Còn hôm nay khi con người nó vận động thì nó khác con vật chỗ nào? Thì khi nó vận động, nếu nó tuân thủ 12 quy luật ngày hôm nay thì chắc chắn các bạn sống. Và cả thế giới nó quỳ dưới chân các bạn ấy. Và các bạn học mà các bạn hiểu thì các bạn mới thấy tôi chết rồi. Đúng là những người mà chúng ta phải cúi đầu tưởng niệm, mang ơn đến suốt cuộc đời mình chưa chắc đã hết. Tôi cần cùng các bạn đúng một phút nữa cho ta bắt đầu. Tôi cần các bạn tất cả cùng với tôi đứng dậy được không ạ? Vì hôm nay ngày mùng 2 tháng 9 các bạn ạ. Cho nên là có lẽ xin các anh chị đúng một phút thôi. Sau đó tôi muốn lưu hình ảnh của lớp cảm động lắm. Xong tôi sẽ gửi cho các anh chị. Và sau 5 năm, 10 năm, hoặc là các anh chị cầm cái tấm hình đó, các anh chị dạy con các bạn hay lắm. Nào 2, 3, xin mời. Đứng dậy. Và trước cờ của Tổ quốc. Ok. Tôi rất cảm ơn các anh chị. Xin các anh chị một phút mang điệp. Bắt đầu. Thôi, xin cảm ơn các anh chị. Xin các anh chị ngồi và chúng ta tiếp tục chương trình. Rất cảm ơn các anh chị. Không tưởng tượng được con người ta khi nó vận động theo quy luật, người ta anh hùng đến mức thế nào. Các bạn không hình dung ra. Sau đó các bạn mới thấy trong thời bình này, người ta làm đến cái mức tuyệt vời là bởi vì họ tuân thủ 12 quy luật sau đây. Nhớ nhé. Còn tôi nói xong các bạn cứ tự ý, xong các bạn nghe mấy cái thằng ở quán nước trà, mấy bạn các bạn thì tôi chịu. Tôi chịu cứng luôn. Các bạn không thể thắng được. Các bạn chỉ thắng nhất thời thôi. Vì bạn không tuân thủ quy luật, mà các bạn cứ ngồi các bạn tự sáng tác. Trường Doanh Nhân PR.